Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Học nghề ở đâu của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngành than là một trong ba trụ cột chính của an ninh năng lượng Việt Nam, bên cạnh điện lực và dầu khí. Để ngành than luôn đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển đất nước một cách hiệu quả, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành. Là cơ sở đào tạo trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam đã dần khẳng định được thương hiệu là đơn vị đào tạo nghề có chất lượng cho ngành than nói riêng và xã hội nói chung. Cơm Nam tự chọn vào quần áo thì giặt, nhà giặt thì giặt cho, chỉ biết đi làm xong là ăn uống, xong là về rất là ngủ, đến giờ thì đi làm thôi. Lương em thì vẫn ổn định, trung bình nó 18 triệu một tháng. Công việc này tuy nó vất vả tùy từng lúc, nhưng mà hầu như là tôi thấy là nó không vất vả lắm so với là mình ở quê nhà. Với lại là anh em mình đi làm thì bỏ sức ra kiếm đồng tiền, thấy có xứng đáng với sức khỏe mình bỏ ra. Thu nhập hàng tháng của tôi như hiện tại nó dao động từ khoảng 16 đến 20 triệu. Hài lòng với công việc và những chế độ đãi ngộ là cảm nhận chung của những người công nhân, cũng là những cựu học viên của Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam đang làm việc tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm. Với mô hình liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nhà trường, đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, hàng năm một lượng lớn học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam được tạo điều kiện để thực tập, có hưởng lương hỗ trợ tại doanh nghiệp và sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng và làm việc tại công ty với mức lương khá cao và ổn định. Đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm. Chính vì vậy, công ty luôn dành những hỗ trợ rất lớn cho người lao động, đặc biệt là với những học viên của Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam đang thực tập và làm việc tại đây. Tiền lương của người lao động của công ty trong cái 9 tháng đầu năm 2018 thì đạt thu nhập bình quân toàn công ty là trên 12 triệu 700 ngàn đồng trên người trên tháng, và đối với thợ lò đấy thì là trên 16 triệu đồng trên người trên tháng. Thế còn đối với cái việc mà chăm lo đến cái điều kiện như công ty tạo điều kiện về ăn ở, có ăn tự chọn và các cái chế độ như giặt tắm thì có nước nóng lạnh, rồi giặt quần áo công ty cũng giặt quần áo đầy đủ. Thế và đối với cái học sinh thực tập và đối với cái công nhân mới thì là khi chưa có điều kiện nhà ở thì chúng tôi đã tạo điều kiện ở nhà tập thể chung cư của công ty, và hỗ trợ cho các em là kể cả tiền đối với học sinh ấy, là tiền ăn và tiền ăn của cái tháng đầu, cộng với lại tiền ở là không phí. Không chỉ riêng Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đều liên kết chặt chẽ với Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam trong việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó phải kể đến Công ty Cổ phần Than Vàng Danh. Đây là một trong những đơn vị khai thác than hầm lò lớn của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Hàng năm, công ty dành các khoản chi phí hỗ trợ cho nhà trường để đào tạo và tiếp nhận các học viên sau đào tạo và làm việc với nhiều chế độ ưu đãi. Công ty luôn đặt mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh phải gắn với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Số lượng cán bộ công nhân viên ấy ở hiện nay làm việc ở công ty mà qua trường đào tạo thì cũng rất là nhiều, khoảng gần 3.000 người trên gần 5.500 người của công ty. Qua đó là cũng thể hiện phần nào về cái sự phối hợp giữa công ty và Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Còn đối với trong nhiều năm qua thì công ty cũng phối hợp chặt chẽ với nhà trường để đào tạo và gắn cái hoạt động sản xuất thực tế nhằm đảm bảo cho đội ngũ được đào tạo đúng cái ngành nghề. Và đối với cán bộ nhân viên của công ty hiện nay đã qua nhà trường đào tạo ấy, thì hiện nay là các anh, các em cũng như là các thế hệ thợ mỏ trước đấy thì luôn được cán bộ nhân viên đánh giá là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Một số các đồng chí thì cũng qua từ kỹ năng nghề nghiệp của nhà trường đào tạo thì cũng đã phát triển lên giữ những vị trí quan trọng đối với công ty. Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam
hiện là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Đây cũng chính là lợi thế của nhà trường so với các trường nghề khác. Với những nghề đào tạo cho ngành than, các học viên sau khi tốt nghiệp tại trường đều được nhận vào các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam với chế độ đãi ngộ cao và nhiều cơ hội phát triển. Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, tiền thân là Trường Cao đẳng Nghề Than khoáng sản Việt Nam, được thành lập từ năm 2014 trên cơ sở hợp nhất giữa ba trường: Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm, Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hữu Nghị và Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Việt Bắc. Đây là trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nói riêng và xã hội nói chung. Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam hiện có 5 phân hiệu đào tạo, bao gồm phân hiệu đào tạo Hữu Nghị, phân hiệu đào tạo Móng Cái, phân hiệu đào tạo Hoành Bồ, phân hiệu đào tạo Cẩm Phả và phân hiệu đào tạo Việt Bắc. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao từ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và trách nhiệm với địa phương nơi có cơ sở đào tạo, những năm qua, nhà trường đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo nhằm mục đích đào tạo nhân lực chất lượng cao theo sát với thực tiễn công việc. Chúng tôi khẳng định là cơ sở vật chất là một yếu tố rất là quan trọng trong cái việc nâng cao chất lượng đào tạo và đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, trong hiện tại và trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái trang thiết bị máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ tự động hóa, tin học hóa để người học nhanh chóng nắm bắt và được tiếp cận thiết bị trước khi đi vào sản xuất. Với nhà trường tôi thì chúng tôi xác định trong thời gian tới là ở mỗi một chuyên ngành, mỗi một nghề thì sẽ xây dựng các cái giáo viên theo phương châm là giáo viên đó phải giỏi về kiến thức lý thuyết và giỏi về tay nghề, tương ứng với một chuyên gia trong lĩnh vực. Chúng tôi xác định là học sinh sinh viên để yên tâm công tác, để có cái ý chí phấn đấu trong học tập rèn luyện thì vai trò giáo dục phải kết hợp với đào tạo và đào tạo phải kết hợp với giáo dục, từ đó định hướng cho người học yên tâm và say mê với lại công việc, từ đó có thể là nâng cao về cái hiệu quả và chất lượng giáo dục cho học sinh. Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh là nhà trường thường xuyên kết hợp với các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tổ chức tuyển dụng trực tiếp lao động các nghề bao gồm khai thác mỏ hầm lò, xây dựng mỏ hầm lò và cơ điện mỏ hầm lò hệ trung cấp và sơ cấp. Qua đó, các học viên trước khi vào học các nghề này sẽ được doanh nghiệp ký kết hợp đồng tuyển dụng chưa qua đào tạo để cho đi học nghề với nhiều ưu đãi. Trong quá trình học tại trường, các học viên được doanh nghiệp hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, được nhà trường phục vụ ăn miễn phí 3 bữa một ngày và được bố trí ở miễn phí tại ký túc xá sạch sẽ, hiện đại với phòng khép kín. Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp, các học viên được hưởng mức lương trên 70% so với mức lương công nhân của doanh nghiệp. Tốt nghiệp ra trường, các học viên được cấp bằng trung cấp nghề, chứng chỉ sơ cấp và được biên chế vào làm việc tại các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam với mức lương khá và ổn định, cùng với các chế độ ưu đãi đặc biệt của công ty, được xét tuyển học liên thông lên cao đẳng nghề hoặc đại học. Để thu hút học sinh thì nhà trường hiện nay là đang tạo điều kiện tối đa. Thứ nhất là cái việc mà từ cái khâu tuyển sinh nhập học đầu vào cũng tạo điều kiện tối đa về cái thủ tục hồ sơ ban đầu. Cái thứ hai nữa về việc ăn ở cho học sinh là hiện nay đang phục vụ miễn phí theo các cái chỉ tiêu của tập đoàn những của doanh nghiệp. Là hiện nay các em ăn một bữa là 24.600. Đấy, thì hiện nay là đang ăn miễn phí 2 bữa chính và ăn một bữa phụ. Tiền điện, tiền nước hàng tháng nhà trường cũng lo toàn bộ cái việc đấy, các em không phải đóng một khoản chi phí nào cả. Trường Cao đẳng Nghề Than khoáng sản Việt Nam hiện đang hướng tới đào tạo đa dạng hóa ngành nghề và lĩnh vực đào tạo với các hệ đào tạo từ sơ cấp nghề đến đào tạo liên thông đại học và sau đại học, mở các lớp bồi dưỡng nghề cho 84 ngành nghề khác nhau. Với việc xây dựng, bổ sung chương trình, giáo án đào tạo luôn bám sát nhu cầu thực tiễn của sản xuất, áp dụng phương pháp giảng dạy mới, đưa công nghệ tiên tiến hiện đại vào giảng dạy, đồng thời kết hợp cho học sinh thực tập tại xưởng của trường và thực tập tại các công trường, nhà máy của các doanh nghiệp để học sinh sinh viên được tiếp cận làm quen với thực tế sản xuất, rèn luyện, nâng cao được kỹ năng nghề nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo của nhà trường luôn được giữ vững và nâng cao. Nhà trường và mỏ đã tạo điều kiện rất tốt cho bọn em với những trang thiết bị hiện đại tốt nhất.
và đặc biệt là các thầy giáo, cô giáo cũng đã hướng dẫn cho bọn em cách vận hành các bộ máy để bọn em có kiến thức sâu hơn về ngôi trường mỏ. Hàng năm thì theo cái sự phát triển của ngành mỏ, đặc biệt là các công nghệ ngành mỏ thì nhà trường cũng bám theo các sự phát triển công nghệ của ngành mỏ, thì nhà trường sẽ đầu tư đặc biệt những các cái thiết bị về phụ giảng dạy thực hành, ví dụ như các cái máy khấu, máy đào nò, rồi các cái giá khung, các cái dàn chống nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của các cái mỏ cũng như cái điều kiện phát triển các mỏ, thì nhà trường đều đầu tư theo cái nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp. Trường Cao đẳng Nghề Than khoáng sản Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Hàng năm, trường đều cử giáo viên tham gia các khóa học nâng cao trình độ về mọi mặt tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Cử các giáo viên đến các công ty tham gia trực tiếp vào dây chuyền sản xuất để nâng cao trình độ tay nghề, cập nhật công nghệ mới nhất của sản xuất. Đồng thời thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh phong trào dạy tốt học tốt, khuyến khích đội ngũ giảng viên nghiên cứu khoa học để có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tự làm ra đồ dùng dạy học nhằm bổ sung, tăng cường trang thiết bị giảng dạy của nhà trường. Về cơ bản thì nhà trường đã được đầu tư trang thiết bị là giống như của mỏ và đã được nâng cấp trong quá trình giảng dạy, thì giáo viên trong trường thì cũng có qua nghiên cứu các cái thiết bị hiện đại của các mỏ và để ứng dụng vào trong quá trình giảng dạy. Trong thực tiễn thì một số thiết bị thì của mỏ rất là mới, thì nhà trường chưa trang bị đầy đủ, thì chúng tôi đã kịp lấy các cái tư liệu, các cái hình ảnh và đã xây dựng các cái bài giảng bằng điện tử để các em thứ nhất là trên trực quan, và trong quá trình thực tế thì chúng tôi cũng có cho các em đi mỏ để mà được tham quan cái mô hình thực tế của mỏ đang sản xuất hiện nay. Để đạt được mục tiêu đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của việc đào tạo ra nguồn nhân lực cho ngành than, bên cạnh việc đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động, nhà trường luôn coi hoạt động đánh giá kỹ năng nghề là cơ sở và tiền đề cho việc cải thiện cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng lao động hiện nay. Ngoài ra, việc triển khai tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo các quy định của nhà nước còn nhằm nâng cao chất lượng lao động theo mặt bằng tiêu chuẩn chung trên toàn quốc và khu vực, tạo cơ hội về việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời cung cấp nguồn lao động có chất lượng cao cho các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đối với học viên thuộc chỉ tiêu của các doanh nghiệp ngành than đang học tại trường, nhà trường tổ chức đánh giá kỹ năng nghề ngay sau khi tốt nghiệp khóa học. Việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề cho các học viên sau khi tốt nghiệp cũng chính là lời khẳng định của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành than nói riêng và xã hội nói chung. Tôi thấy rằng là cái việc kiểm định đánh giá kỹ năng nghề trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Mà đặc biệt các cái ngành nghề mà tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng như một số các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sử dụng cái lao động theo yêu cầu là phải qua cái danh mục đánh giá kiểm định kỹ năng nghề. Trên cơ sở như vậy thì chúng tôi đã chủ động báo cáo tập đoàn và Bộ Lao động Thương binh Xã hội chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giảng viên và các cái điều kiện cần thiết để tổ chức kiểm định đánh giá kỹ năng nghề. Với những đóng góp của cán bộ nhân viên, giảng viên và học sinh Trường Cao đẳng Nghề Than khoáng sản Việt Nam trong sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành than nói riêng và đất nước nói chung, gần 60 năm qua, Đảng và Nhà nước trao tặng nhà trường nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất cùng rất nhiều cờ thi đua, bằng khen của các cấp, các ngành cho tập thể và các cá nhân. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, nhà trường đang phấn đấu mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, trở thành địa chỉ tin cậy đối với học sinh các nghề mỏ, hầm lò, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà máy và các cơ sở sản xuất trên cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành than, góp phần bổ sung một lực lượng lao động chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã phần nào cho chúng ta thấy được Trường Cao đẳng Nghề Than khoáng sản Việt Nam là địa chỉ đáng tin cậy trong đào tạo nghề bởi chất lượng đào tạo cùng những chính sách ưu đãi và cơ hội làm việc trong ngành than với thu nhập khá cao và ổn định. Đến đây, chương trình Học Nghề Ở Đâu ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.